Bốn phẩm chất quan trọng của quý ông mà phụ nữ thích nhất. Hào hoa không phải tự nhiên mà có. Vẻ lịch lãm của quý ông cần được tìm hiểu và định hình riêng biệt, không một quý ông nào giống nhau. Tại sao có nhiều quý ông hào hoa được rất nhiều phụ nữ để ý? Bên cạnh đó, rất nhiều anh chàng chẳng khi nào được chị em nhòm ngó tới. Trong video này, hãy cùng Ambe khám phá nhé! 1. Quý ông mạnh mẽ. Dù ở bất kỳ thời đại nào, phụ nữ cũng thích những người đàn ông mạnh mẽ. Tuy nhiên đó phải là sự mạnh mẽ quyết đoán đi kèm với sự hiểu biết và một chút tinh tế. Nếu không sẽ rất dễ bị coi là những anh chàng vai u thịt bắp hữu dũng vô mưu. Phụ nữ ghét những anh chàng yếu đuối hèn nhát. 2. Quý ông điềm đạm. Sự mạnh mẽ và điềm đạm không hề mâu thuẫn nhau, thậm chí chúng còn có thể bổ sung lẫn cho nhau. Đàn ông càng mạnh mẽ càng có bản lĩnh lại càng điềm đạm, chẳng có điều gì có thể khiến họ sợ hãi hốt hoảng. Chính vì vậy trước mọi đối tượng dù là bạn hay thù họ vẫn giữ một thái độ đúng mực, vừa phải. Họ cũng hiểu rằng tất cả mọi người đều muốn nghe những lời nói dịu dàng. Phong cách điềm đạm hấp hồn chị em. 3. Quý ông thông minh. Đàn ông thông minh luôn biết cách gây cho phụ nữ những bất ngờ mới mẻ và thú vị. Muốn trở thành người thông minh trong mắt phụ nữ, đàn ông phải không ngừng học hỏi tìm tòi. Ngay cả những anh chàng đẹp mã nhưng rỗng tuếch cũng chỉ chiếm được cảm tình của phụ nữ trong một thời gian ngắn. Về lâu dài, phụ nữ vẫn có xu hướng nghiêng về những người đàn ông thông minh hiểu biết. 4. Quý ông hài hước. Đàn ông hài hước hóm hỉnh dễ dàng kiếm được những nụ cười tươi tắn trên môi người đẹp. Và chính những cảm giác thoải mái dễ chịu ấy khiến nàng dần bị thu hút từ lúc nào mà chính nàng cũng không ý thức được. Hài hước cũng khiến cho mọi khó khăn có thể trở nên dễ chấp nhận hơn rất nhiều. Và sau khi trải qua những thời khắc ấy, phụ nữ dễ nhớ đến người đã cùng nàng vượt qua nó. Ngược lại, những người thiếu óc hài hước dễ biến cuộc sống trở nên nặng nề khó chịu và khiến phụ nữ xa lánh. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!